Chú ý xem, một chiếc xe van đang chạy trên đường cao tốc với tốc độ bàn thờ. Đột nhiên chiếc xe van trượt bánh lật văng sang bên đường, những chiếc xe xung quanh được một phen hú hồn hú vía. Chiếc xe van xoay vài vòng rồi bốc khói trắng nghi ngút. Chiếc xe van lần này đột nhiên bốc lửa cháy lớn. Đám lửa vô tình đang nhanh chóng thiêu rụi chiếc xe, bình chữ xăng của chiếc xe có khả năng nổ bất cứ lúc nào, mà tài xế và những hành khách trên xe vẫn chưa thoát ra ngoài. Ở thời điểm nước sôi lửa bóng này, ai sẽ là người dũng cảm ra mặt đây? Tài xế và hành khách làm cách nào để thoát chết? Chính vào lúc này, chiếc xe tải màu đỏ đi vượt lên trên chiếc xe con và chiếc xe van bị lật, rồi dừng trên làn đường khẩn cấp. Tài xế xe tải là anh La trực tiếp xuống xe, không hề do dự chạy đến phía chiếc xe van tiến hành ứng cứu. Khi này tài xế của chiếc xe van cũng đang cố gắng mở cửa xe để thoát ra ngoài, nhưng lực cản từ bên ngoài của chiếc xe van quá lớn, bất lực chỉ đành đóng cửa lại. Anh La quan sát tình hình của ngọn lửa, nhận định kính chắn gió trước mặt là cửa thoát hiểm tốt nhất vào lúc này. Anh La không nhiều lời, đấm đá liên tiếp vào kính chắn gió. Sau khi tài xế chiếc xe van thấy anh La đạp vỡ kính thủy tinh, anh ta cũng từ bên trong đạp ra rồi cùng lúc đó chui ra ngoài. Rất nhanh đã mở ra một cái lỗ lớn, hành khách bị mắc kẹt trên xe nhanh chân chạy ra ngoài. May mắn là anh La đến ứng cứu kịp thời, những người bị mắc kẹt trong xe mới thuận lợi thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chỉ mấy phút ngắn ngủi sau khi tài xế và hành khách chạy ra khỏi xe, chiếc xe đã bị thiêu rụi một cách ghê thảm. Nhờ vào sự gan dạ dũng cảm của anh La mà mọi người trên xe mới được cứu. Nếu không có anh thì hậu quả không dám tưởng tượng. Đoàn người sau khi được cứu sống, anh La đã âm thầm rời đi. Chúng ta hãy vì hành động đẹp của anh La mà thả một tim nhé. Khi này vốn muốn làm anh hùng vô danh, nhưng cuối cùng anh La vẫn bị cảnh sát giao thông tìm thấy, đồng thời trao cờ khen thưởng cho anh La. Vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi, anh La không màng đến tính mạng của mình mà lao vào biển lửa cứu ba mạng người. Chúng ta hãy chia sẻ video để càng nhiều người hơn biết đến hành động cao cả của anh. Vì an toàn của bản thân và gia đình, các bạn nhớ chú ý an toàn khi lái xe nha. Mọi người hãy chia sẻ video để lan tỏa tinh thần trượng nghĩa xả thân cứu người này đi xa nhé. Chú ý xem, cảnh tượng này xảy ra trên đường cao tốc. Không biết đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, trên đường rơi rất nhiều bao cát, một chàng trai đang dốc hết sức bình sinh chuyển những chướng ngại vật này đi. Cùng lúc đó một chiếc xe tải cũng đang lao đến, rõ ràng chàng trai đang cận kề với nguy hiểm. Nhưng vì an toàn của mọi người, chàng trai bất chấp nguy hiểm hết chuyến này rồi đến chuyến khác đi đến dọn dẹp, chỉ để cho những chiếc xe phía sau có thể an toàn băng qua. Chiếc xe tải trước mặt chúng ta đang nhấp nháy đèn. Sau khi đi qua chỉ thấy chiếc xe đang giảm tốc độ và áp sát vào lề đường. Sau khi an toàn dừng ở ven đường, cửa cabin mở ra, đồng thời tài xế cũng xuống xe. Chiếc xe tải thứ hai đi qua cũng nháy đèn giảm tốc độ, tài xế của chiếc xe tải thứ nhất vội vã chạy đến giúp đỡ chàng trai. Chiếc xe tải thứ ba cũng đến, khả năng là không được nhắc trước tình hình con đường. Khi chiếc xe thứ ba đi qua, cát dưới đất bay lên mù mịt. Vì chiếc xe tải chắn phần lớn khung hình, nhưng chúng ta vẫn có thể rõ anh trai và tài xế chiếc xe đầu tiên đang chuyển bao cát. Khi này cửa xe bên ghế phụ cũng mở ra, một bóng người xuống xe chuẩn bị đến giúp dọn dẹp con đường. Hành động tuy bình dị nhưng lại tràn ngập sự ấm áp của lòng người. Họ vì sự an toàn của những chiếc xe phía sau mà bất chấp nguy hiểm. Chúng tôi không khuyến khích hành động như vậy, nhưng tia sáng le lói bên trong không thể xem nhẹ. Nếu bạn gặp phải cảnh này bạn sẽ lựa chọn làm gì? Trong cuộc sống vẫn luôn có những lòng tốt như vậy. Các bạn hãy chia sẻ để lan tỏa thông điệp tốt đẹp này nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.